tháng 10, 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2021, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch COVID-19 của ngành. Theo báo cáo của các sở công thương, 9 tháng đầu năm, 44 trên 63 địa phương có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó 57 trên 63 địa phương tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của cả nước. Về kim ngạch xuất nhập khẩu, 54 trên 63 địa phương có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó 31 trên 63 địa phương tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của cả nước tăng 18,8%. Bước sang quý 4, khối công thương địa phương thống nhất một số giải pháp nhiệm vụ chủ yếu như thực hiện ứng phó hiệu quả, giảm thiểu tác động của thiên tai dịch bệnh, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, trong đó đặc biệt chú trọng thị trường trong nước, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục rà soát hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn các chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Để hoàn thành những mục tiêu của ngành trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các sở công thương cần khẩn trương hoàn thiện hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền, hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển công nghiệp, trong đó tập trung vào các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện, ưu tiên quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp chuyên ngành, cụm liên kết ngành tạo chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, xử lý tốt vấn đề về truy xuất nguồn gốc và bảo đảm chất lượng sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động đàm phán để phát triển các thị trường khu vực xa hơn. Ngày 15 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Là một trong những trường đại học được thành lập sớm nhất và với vị thế được xem là cái nôi đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế của cả nước, những năm qua Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công thương và đất nước. Đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường, nhất là mô hình đại học điện tử đã được triển khai ứng dụng rất hiệu quả trong thực tiễn. Nhờ vậy, trong năm học 2020-2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch, song nhà trường đã kịp thời điều chỉnh, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong xu thế của cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt đại dịch COVID-19 được dự báo còn có thể diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến mọi mặt đời sống xã hội. Vì vậy, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực ngành công thương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng đề nghị nhà trường củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế, thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển trở thành đại học chất lượng cao, đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, một số ngành đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế, thực hiện có hiệu quả mô hình đại học điện tử để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Ngày 14 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã tham dự lễ trực tuyến khai mạc hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 diễn ra tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hội chợ là một trong những hội chợ có chất lượng và quy mô lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên 2 kỳ một năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, diễn ra từ ngày 15 đến 19 tháng 10 năm 2021. Tại kỳ hội chợ này, ban tổ chức kết hợp 3 phiên và là một chia thành 16 ngành hàng, 50 triển lãm chuyên đề với quy mô 60.000 gian hàng trưng bày trực tiếp và 26.000 doanh nghiệp quốc tế, khách mua hàng toàn cầu tham gia theo hình thức trực tuyến. Nhận thấy hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác mở rộng xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, đơn vị xúc tiến thương mại trong nước phổ biến thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia theo hình thức trực tuyến. Hội chợ lần thứ 130 cũng như các kỳ hội chợ trước được đánh giá là hiệu quả và góp sức đáng kể thúc đẩy hàng hóa Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, đồng thời gia tăng thương mại hàng hóa hai chiều. Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 91,41 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 38,5 tỷ USD, tăng 18,3%, nhập khẩu đạt 81,3 tỷ USD, tăng 41,1%.
Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN. Theo Bộ Công Thương, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lần thứ tư, nhiều địa phương trên cả nước đang dần quay trở lại trạng thái bình thường mới, khiến tình hình tiêu thụ xăng dầu tại thị trường nội địa đang có dấu hiệu phục hồi và tăng mạnh. Nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa những tháng cuối năm 2021, Bộ Công Thương đề nghị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn chỉ đạo nhà máy lọc dầu sớm khắc phục sự cố để ổn định sản xuất, cung cấp đủ lượng hàng theo hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp, đồng thời có phương án về nguồn hàng để đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa thời gian tới. Báo cáo về số lượng xuất nhập tồn kho xăng dầu theo tháng từ đầu năm 2021 đến nay để làm căn cứ cân đối nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa. Bộ Công Thương cũng đề nghị Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chỉ đạo các nhà máy lọc dầu tăng công suất, cung cấp đủ lượng hàng theo hợp đồng đã ký kết với các doanh nghiệp. Với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị chủ động tìm kiếm nguồn hàng cung cấp đầy đủ cho thị trường nội địa các loại xăng dầu doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh, không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời có phương án về nguồn hàng từ nguồn hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu để bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa thời gian tới. Bộ Công Thương cũng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo việc bán hàng không bị gián đoạn. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi lãi suất thấp cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vay vốn để tái đầu tư. Đó là một trong các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, chủ trương này hiện chưa được triển khai hiệu quả. Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố không thể tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi này của Đà Nẵng. Để được vay vốn, dự án phải nằm trong danh mục đầu tư của Đà Nẵng, hồ sơ tài chính cụ thể và cần có tài sản sạch để thế chấp. Đó là một trong số các quy định khi chủ một doanh nghiệp này tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư Phát triển Đà Nẵng. Theo chủ doanh nghiệp này, nếu trong điều kiện bình thường thì những quy định như trên là hợp lý. Nhưng với tình hình hiện nay, việc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài sản sạch để thế chấp là rất khó. Trong khi đó, lãi suất hiện nay của quỹ cũng không phải là quá ưu đãi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phải thế chấp tài sản thì doanh nghiệp giờ đang rất khó khăn. Tài sản thì đã cầm cố các cải các nơi hết rồi. Yếu tố thứ hai là anh phải được chọn danh mục với được vay, thì thành ra là tôi thấy những cái ưu đãi của quỹ đầu tư á, thì hắn cũng không có một cái gì gọi là hỗ trợ doanh nghiệp hết. cũng tôi với anh cũng thỏa thuận để kinh doanh với nhau thôi. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, mặc dù chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư Phát triển của thành phố đã triển khai nhiều tháng, nhưng đến nay chỉ mới có 2 trên hơn 450 hội viên của Hiệp hội được tiếp cận. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì trình độ kế toán người ta không có thể như những cái doanh nghiệp lớn và vừa được. Cái vấn đề thứ hai về dự án có khả thi hay không, thì có thể để một cái dự án của một cái doanh nghiệp nhỏ vừa người ta viết một cái dự án ra thì thực tình nó rất là khó. Thì hai tiêu chí này thì tôi đề nghị trong giai đoạn này chúng ta nên giảm xuống. Có nhiều doanh nghiệp là 3-4 tháng này không làm việc, không có doanh thu nhưng mà lãi vay ngân hàng vẫn trả. Những cái chuyện hỗ trợ rất là ít, không đến được với họ. Rồi ngồi ra những cái chính sách mà chúng ta hỗ trợ về mặt ưu đãi, miễn giảm thuế, miễn giảm xã hội thì chúng ta hỗ trợ một cách thực chất. Chúng ta đừng để ra thủ tục nữa và rất là tội cho các doanh nghiệp. Nhằm phục hồi kinh tế sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, thành phố Đà Nẵng đã đề ra hàng loạt chủ trương chính sách và có cả 3 chiến lược khác nhau để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù chủ trương có tốt cũng cần một chính sách phù hợp thì mục tiêu phục hồi kinh tế của thành phố Đà Nẵng mới có thể thực hiện. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Và cùng ngồi xuống uống cà ly, anh em ta làm một ly rượu đời. Đời nhọc nhằn mấy cũng có anh em, cùng nhau ta chia sẻ nỗi niềm. Vì ta cũng có chung nhau.
bia Hà Nội.